chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói một số những cái thông tin nổi bật liên quan tới đồng Doge đi có thể nói được là bây giờ hầu hết mọi người đều rất quan tâm tới đồng Doge các bạn có thể đã đi như mạng xã hội nhưng mà sau bây giờ đó thì rất nhiều người có thể nói là các bạn chưa nghe nói tới những cái bạn này trước đây lưu trữ tiền cược số nhưng bây giờ thì lại đăng những cái hình ảnh liên quan tới đầu tư vào đồng Doge coin này và cái hiện tượng cái tài liệu mà nhiều người quan tâm tới nhất đó chính là Elon Musk Elon Musk như bạn có biết là CEO của công ty Tesla và SpaceX Và Elon Musk đã được mời lên trên cái chương trình SNL Saturday Night Live Và trên chương trình này đó thì đương nhiên là sẽ có một phần tấu hài về Elon Musk Thì uh, bây giờ nhiều người đã chứng nhận là Elon Musk sẽ nói về đồng đốt Nói như thế nào thì chúng ta không biết Và có nói về bịch con tiếp tội không chúng ta cũng không có rành Nhưng mà trước đây các bạn cũng đã nhớ là Elon Musk cũng đã bắt đầu thuyết rất nhiều về đồng Dogecoin Nhưng mà càng thuyết nhiều thì sự ảnh hưởng càng thấp Nhưng mà đợt này lên trên SNL thì đợt này chương trình này sẽ có nhiều người xem hơn mà có thể là chưa tham gia vào crypto Cho nên có thể coi như đây là một trong những cái sự hứng thú rất là cao Chúng ta thấy được là cái ngày mà Elon Musk lên trên SNL là ngày 8 tháng 5 Có nghĩa là tuần này thì chúng ta nhìn vào một số những thông tin Uh, ngày hôm nay thì các bạn được đồng Dogecoin đã lên trên TV và đây là cái đài truyền hình CNBC thì các bạn được là năm mơ chúng ta cũng không thể tương tự được là có một ngày nào đó đồng Dogecoin được nói tới song song với những công ty như là công ty GM, General Motors và công ty FedEx và đồng Dogecoin bây giờ đã tổng số vốn hóa ngang hàng với công ty GM và công ty FedEx, công ty FedEx là cái công ty dẫn chuyển mà nhiều người sử dụng và GM là công ty bán xe. Các bạn thấy được là có thể nói đây là một năm À, đầy thú vị và chúng ta nhìn vào cái tài liệu mà thuận đã chia sẻ ngày hôm nay. Đây là một cái thống kê, một cái sự nghiên cứu không phải là bởi thuận mà là bởi một người ở trên Twitter mà được chia sẻ rất nhiều. Cho nên thuận cảm thấy là cũng có một số điều chúng ta cần phải lưu ý khi mà đầu tư vào đồng Dogecoin này. Thì trước hết thuận muốn chúc mừng những bạn nào mà kiếm được tiền từ đầu tư vào đồng Dogecoin. Tại vì khi bạn hiểu được đầu tư thì trên căn bản chỉ là muốn kiếm được tiền mà thôi. Cho nên về cái phương diện này thì thường hoàn toàn là chúng mình như thế nào mà đã tin tưởng và đã có cái nhìn thú vị có thể dẫn đến là kiếm được tiền đến từ đồng Dogecoin. Một trong những đồng mà thường không có lưu trữ và bây giờ nhìn lại thì cảm thấy là cũng khá đáng tiếc là đây là có thể nói là khi chúng ta nhìn vào cái danh mục đầu tư của thuận thì đã chia sẻ với các bạn nhiều lần thì phần lớn thường lưu trữ những cái đồng thấp những đồng lớn mà thôi tại vì đây là một cái sự lựa chọn mà thuận chấp nhận có thể nói là tại vì thời gian không cho phép cho nên thuận ít có thời gian để mà tìm hiểu những đồng nhỏ hơn và thuận nghĩ là phần lớn nếu như chúng ta đầu tư vào những cái mạng lưới lớn như là binance smart chain hay là ethereum vân vân thì khi mà những cái hệ thống nhỏ những cái dự án mà nằm trong những cái mạng lưới này mà có sự tiến triển tốt thì cái đồng chạy trên mạng lưới như là đồng Ethereum hay là đồng Binance Smart Chain hay là Cardano cũng sẽ có sự tăng trưởng. Cho nên đây là một trong những cái sự lựa chọn mà thường đã biết là khi mà đầu tư những đồng lớn thì có thể là bỏ lỡ cơ hội đầu tư những đồng nhỏ có sự tăng trưởng nhiều hơn. Có nhiều đồng nhỏ tăng trưởng 10 lần nhưng mà các bạn thấy được là những đồng lớn trong thời gian dài hạn thì cũng có cái sự tăng trưởng như vậy. nếu như chúng ta nhìn vào đồng Bitcoin đi thì Bitcoin các bạn thì được là năm ngoái tới năm nay thì Bitcoin đã tăng hơn 10 lần rồi. Cho nên không phải là đầu tư vào đồng nhỏ mới có sự lợi nhuận cao, đầu tư đồng lớn cũng có lợi nhuận cao. Nếu như mà các bạn trung bình giá và đầu tư lâu dài thì một trong những cái điều mà thường không có nghĩ đến chính là những đồng nằm trong cái dạng gọi là meme coin. Meme coin nghĩa là những đồng như đồng Dogecoin sinh ra như là một trò đùa nhưng mà Tại vì bây giờ thời buổi bây giờ các bạn thấy được là đã khác khi xưa rất là nhiều rồi. Chúng ta thấy được đó là tình hình của đồng Dogecoin mà nếu như mà thuận nhớ đó thì chúng ta thấy được là cũng tương tự như là cái sự kiện xảy ra với lại GameStop. Các bạn thấy được là thời điểm bây giờ rất khác so với cái đây 10 năm và rất khác nhiều so với cái đây 20 năm. Các bạn thấy được là bây giờ chúng ta có một cái hình thành một cái thị trường rất là mới tại vì chúng ta thấy được là bây giờ mọi người đều có thể dễ dàng nhất những người nào mà sống ở Hoa Kỳ dễ dàng tạo một cái chương mục ở trên Robinhood ở trên Webull để mà giao dịch crypto giao chứng khoán cho nên rất nhiều những người trẻ có thể dễ dàng tạo ra được những cái chương mục này mà có thể giao dịch chứng khoán và crypto và sau đó các bạn được chúng ta đang đối đầu với một cái cơn dịch bệnh và cái dịch bệnh này đã khiến cho nhiều người ở nhà và cái sự hứng thú liên quan tới đầu tư đã tăng lên trong cái thế hệ trẻ và các bạn thấy được là thế hệ trẻ đó trong cái lúc dịch bệnh này thì họ không mới đi chơi được họ không có đi xem bóng đá được họ không có đi xem thể thao được cho nên cho nên các bạn thấy được là có rất nhiều những bạn trẻ đã tham gia vào đầu tư và mua cổ phiếu và nhất là chúng ta thấy được là có nhiều bạn trẻ thì có cái tư tưởng là muốn chống lại những người nào mà đang cầm quyền hiện bây giờ ở trong cái thế giới tài chính cho nên chúng ta mới có những cái sự kiện như là game stop xảy ra tại vì có rất nhiều những công ty lớn short, cái cổ phiếu GameStop cho nên nhiều bạn trẻ đã cùng nhau hợp lại và trở thành một cái phong trào Cho nên tôi mới thấy được là cái cổ phiếu GameStop tự đẩy lên rất là cao Và những người mà lớn lên sau này đó, những bạn mới đó Thì những bạn trẻ này đó là lớn lên trong một cái thế giới mà đã biết Internet đã có meme Meme là những cái hình ảnh tự chế mắc cười mà các bạn thấy là thường thường hay đăng Và nhiều bạn hay đăng trên mạng đó cho nên đối với nhiều bạn thì đầu tư vào đồng Doge cũng không có gì gọi là quá lạ Cho nên chúng ta mới thấy được cái hiện tượng hiện bây giờ Và một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu đó là đồng Doge tăng rất là cao Tăng cao cỡ nào thì thật ra không ai có thể là đoán được Bây giờ đồng Doge đã lên tới cái mức hồi sáng này đó Đã lên tới là 70 cent có lên thêm một đô hay không thì đương nhiên là không ai biết nhưng mà điều gì cũng có thể. Và một trong những điều rất là khác biệt khi chúng ta nhìn vào tình hình của đồng đô này tương tự như là tình hình của GameStop cái đây hai tháng đó là khi mà chúng ta nói tới GameStop thì chuyện gì đã xảy ra khi mà chúng ta nói tới GameStop đó, khi mà tăng chữ mạnh thì những cái sàn giao dịch hay là thậm chí là cái uh, sàn của chứng khoán có thể là ngừng không cho giao dịch tại vì giá cả tăng quá nhiều để mà bảo vệ những nhà đầu tư và đương nhiên đây là một điều mà dẫn đến nhiều sự chỉ trích tại vì nhiều người nói là GameStop lúc đó không có mua được khiến cho giá không tiếp tục tăng để mà bảo vệ những công ty lớn mà họ đang sốt cái chứng khoán GameStop này điều này không có ở trên thị trường crypto đây là một cái thị trường mà các bạn thấy được là mới hình thành chưa có nhiều lực Bây giờ có thể nói là đồng Dogecoin một ngày có thể tăng 100%, cũng không có ai ngưng và cũng không thể ngưng được tại vì đây là thị trường 24-24 và giao dịch toàn cầu. Cho nên cái giá có thể tăng trưởng rất là nhiều, có thể nói được là đồng Dogecoin làm được những gì mà GameStop chưa làm được trước đây. Tại vì cổ phiếu GameStop chỉ tăng một mức nào đó thôi thì lại gặp rất nhiều cái sự cố. Như là các bạn thấy được là cái sàn không cho giao dịch, không cho mua và chỉ có thể bán hay là các bạn thấy được ngay cả chứng khoán của Hoa Kỳ cũng ngưng, không có cho tiếp tục giao dịch. Uh, cái cổ phiếu của GameStop ở thời điểm đó, đồng đô con này không có cho nên mới có sự tăng trưởng mạnh như vậy Và một trong những điều mà thường đăng tối ngày hôm qua mà nhiều bạn cũng hỏi Thuận đó chính là một câu nói là nên nhớ thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn có nghĩa là nếu như các bạn dùng logic đó để mà suy nghĩ đến thị trường đó, thì nhiều khi các bạn có thể rất là sai tại vì cái mà các bạn nghĩ là logic, cái mà các bạn nghĩ là hợp lý thì thị trường hoàn toàn có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn nghĩa là nếu như những bài nào mà short đồng đô thì cho tới ngày hôm nay các bạn cũng có thể thấy được là cái sự lỗ như thế nào tới cuối cùng thì các bạn thấy được giá của một vật nào đó thì là được người mua và người bán quyết định nguồn cung và nguồn cầu nhiều người muốn mua nhiều nguồn cầu hơn với nguồn cung thì giá nó sẽ tăng lên nhưng mà các bạn cần phải hiểu rõ là giá của một vật nào đó với lại căn bản của vật đó đó thì thường là không có đi song song với nhau như là các bạn thấy được chúng ta nhìn vào đường nó tới Dogecoin chúng ta nhìn vào giá của bitcoin đi Giá Bitcoin ngày hôm nay là 57.107 So với lại cái bạn thấy được là giá của Bitcoin cách đây không có lâu Cách đây là chúng ta nhìn vào là hồi tháng 12 đi Là giá 20.000 Thậm chí chúng ta nhìn vào hồi tháng 9 của năm ngoái giá Bitcoin là 10.000 Thì bây giờ giá Bitcoin đã tăng lên 6 lần So với giá của Bitcoin cách đây vài tháng hồi tháng 9 của năm ngoái Thì có phải là mạng lưu Bitcoin đã giá trị hơn 6 lần Mạng lưu Bitcoin nhanh hơn 6 lần cái hệ thống Bitcoin đã tăng lên 6 lần hay chưa? Thì không phải cái bài điều được Bitcoin thì cũng như vậy mà thôi chúng ta có thêm nhiều người chấp nhận nhưng mà trên căn bản giá đã tăng trưởng một cách mà chúng ta được là chúng ta không thể lấy cái sự căn bản để mà so sánh được tại vì giá tăng trưởng hay là giá đi xuống so với lại một cái vật mà chúng ta đang đầu tư đó thì căn bản Hầu hết là không có liên quan đến nhau. Có thể nói là giá Bitcoin có thể xuống còn 2.000, 3.000 như là nhiều người lo lắng của năm 2018 khi mà giá xuống dưới còn có là 3.800 đô, 3.500 đô. Thì lúc đó có phải là Bitcoin rất khác so với giá Bitcoin mà hồi 10.000 hay không thì không phải Bitcoin cũng gì mà thôi chúng ta chỉ mới có đi mấy tháng trời mà thôi thì bitcoin trên căn bản hay sinh thái cũng như vậy hay là trên căn bản tốc độ cũng như vậy nhưng mà giá đã khác nhau thì chúng ta nhìn vào đồng đô coin các bạn cũng cần có cái suy nghĩ như vậy giá cuối cùng là do người mua như người bán quyết định và chúng ta mãi mãi không biết được là giá có thể đi đến đâu nhưng mà bây giờ đó thì có rất là nhiều người hào hứng liên quan đến cái sự kiện của ngày 8 tây tháng 5 này và một trong những điều mà các bạn cần phải uh, lưu ý đó là có một cái uh, điều ở trên mạng được chia sẻ mà thường uh, muốn tiếp tục nói với các bạn đó chính là có một người bắt đầu tích lũy đồng đô vào tháng 2 của năm 2019 người này hiện sở hữu tổng cộng là 28% của tổng số đồng mươi 24 tỷ tính theo cái uh, giá của ngày sáng này khả năng không phải là Robinhood cái sàn Robinhood tại vì sàn Robinhood này đã bắt đầu cho giao dịch đồng Dogecoin hồi tháng 7 năm 2018 hay là Binance tháng 7 năm 2019 hai nơi nổi tiếng để mua đồng Doge và một chuyện điều thú vị đó chính là Elon Musk bắt đầu thuyết về đồng Dogecoin khi nào là tháng 4 năm 2019 hai tháng sau khi mà có một người bí ẩn đã tích lũy tổng cộng là 28% của tổng số đồng Doge Thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu này Các bạn thấy đây là cái tài liệu trên mạng lưới của đồng Doge Phân phối như thế nào Thì các bạn có thể thấy được đó là đồng Doge này có một địa chỉ ví Đây là một cái địa chỉ ví duy nhất Mà lưu trữ tổng cộng là 28,37% của đồng Doge Và có 12 địa chỉ ví lưu trữ 46,91% của tất cả đồng Doge 91 địa chỉ ví lưu trữ 67,1% của tổng số đồng đốt và 580 địa chỉ ví lưu trữ trăm của tất cả đồng đô có thể nói được đây là một đồng mà cái sự phân phối khá là tập trung thì chúng ta nhìn vào một cái địa chỉ ví mà lưu trữ 28% mà nhiều người rất là quan tâm đến tại vì các bạn thấy được là địa chỉ ví này lưu trữ đã tính theo giá đồng đốt bây giờ là các bạn thấy được là cái giá trị của địa chỉ ví này lên tới là 23,1 tỷ con số rất là lớn và địa chỉ ví này chỉ mới được thành lập khi nào Các bạn thường chúng ta trở về dòng thời gian thành lập vào ngày 10 tây tháng 2 năm 2021 Và khi mình thành lập xong đó Các bạn theo rồi chỉ đưa đồng đốt vào Và chỉ có một số lần nhỏ là đưa một số đồng đốt ra khỏi địa chỉ ví này Và cái lần cuối cùng mà đồng đốt rời khỏi địa chỉ ví này là khi nào Đó chính là ngày 12 tây tháng 4 các bạn thấy được là ngày 12 tây tháng 4 năm 2021. Đó chính là cái lần cuối cùng chúng ta thấy được là có 100 trừ đồng đốt rồi khỏi đi chi phí này chi giá là khoảng 7,3 triệu đô la và các bạn thấy được là sau đó thì không thấy đồng đốt rồi khỏi đi chi phí này nữa đây là một cái ví rất là quan trọng mà nhiều người đang nhìn coi coi là khi nào mà chi phí này có động tĩnh là bán đồng Doge đi là một trong những điều mà có thể là nhiều bạn rất là lo lắng thì chúng ta nhìn vào tình hình của đồng đốt thì thuần thấy được là chúng ta có thể đưa ra ba cái kết quả trong thời gian tới đây về tương lai của giá cả đồng đốt và Thứ nhất đó thì nhiều bạn rất là quan tâm đến giá cả nhưng mà có cái điều khác thường quan tâm đến nhiều hơn Và nhiều người cho là nếu như mà địa chỉ ví này đây là thuộc, thuộc một người thì có khả năng rất cao là thuộc thuộc vào Elon Musk Tại vì con số này rất là lớn 23,5 tỷ đô la Có thể nói là không thể coi như là một cái tỷ phú thông thường mà có cái số tiền cao như vậy mà không có quan tâm đến nhiều phải là một người mà có rất nhiều tiền và các bạn thấy được là tỷ phú mà có con số lớn thì chúng ta thấy được là chỉ đếm đầu ngón tay mà thôi và đương nhiên trong đó là có Elon Musk phải là một trong những người mà có thể có sức ảnh hưởng đối với đồng Dogecoin mới có cái lòng tin để mà lưu trữ nhiều như vậy cho nên các bạn thấy được là nói tới hơi lùi, thì nhiều người cho là cơ hội cao là của Elon Musk có thể nào là của Mark Cuban hay không đương nhiên cũng có thể là của Mark Cuban một trong những tỷ phú cũng rất yêu thích đồng Dogecoin nhưng mà Mark Cuban thì đối với thuận con số này là con số tài sản rất là lớn đối với Mark Cuban lớn hơn nhiều so với lại chúng ta so sánh với là tài sản của Elon Musk và đây là lý do tại sao mà nhiều người tin tưởng đây là cái ví của Elon Musk chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình của đồng Dogecoin và những gì có thể xảy ra trong tương lai cái kết quả mà tốt nhất là đồng Dogecoin có thể là vào được cái top 10 này đứng hàng thứ tư và tiếp tục dự hành thứ tư này các bạn cần phải hiểu là mỗi một năm cái số lượng đồng đô đồ được đào ra nó có thêm là 5 tỷ đồng đô đồ mỗi năm có nghĩa là chúng ta cần một cái lực mua rất là lớn nhất là khi mà giá của đồng đô đồ cũng đã tăng lên tới cái mức là 64 cent thời điểm này thì mỗi một ngày sẽ có rất nhiều đồng đô đồ được đào ra cho nên cái nguồn tiêu thụ phải rất lớn có nghĩa là đồng đô đồ không chỉ có thể đứng yên ở đây mà phải tiếp tục phát triển tiếp tục được chấp nhận, bởi những quỹ đầu tư được chấp nhận bởi những nơi mà cho thanh toán đồng Doge và có thêm người mới, có thêm người mới hàng ngày vào để mà đi mua đồng Doge coin mới có thể đứng vững được ở cái mức này, phải cạnh tranh với lại những cái nền tảng như là Binance, Ethereum, XRP, Cardano, vân vân. Cho nên các bạn thấy được là được vào cái top 10 đã là điều khó mà có thể ở lại được cái top 10. Năm này qua năm nọ là một điều còn khó hơn. Trong dòng bao nhiêu năm qua chúng ta thấy được là cái top 10 này đã thay đổi như thế nào Nhưng mà đó là kết quả tốt nhất cho nhiều bạn là đồng Dogecoin lên được tới đây Sau đó giữ vững được cái địa vị là thứ tư Và giá cả có thể giữ được ở cái mức này Nhưng mà nếu như vậy thì nhiều người đầu tư đồng Dogecoin đó có sự tăng trưởng mạnh và giá cả Thì họ muốn giá ngưng ở đây để làm gì Thì các bạn được là đương nhiên càng nhiều người có lời thì sẽ càng nhiều người có thể chốt lời, đây là hiện tượng chúng ta cũng đã thấy xảy ra đối với đồng Bitcoin Và cũng sẽ xảy ra với lời Ethereum, Binance và tất cả những đồng khác Khi mà nhiều người có lời mà lời tới một mức nào đó thì các bạn sẽ được là chúng ta có thể là thấy nhiều người chúc lời và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới Các video để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà đăng ký vào sàn Binance thông qua link của thuận capital hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin bybit một sàn margin nước nổi tiếng và bây giờ thì các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1.610 đô và gửi tiết kiệm lãi suất lên tới 15% sang Probit, một trong những sàn Hàn Quốc mà nhiều bạn cũng đã biết, sàn EMT, một sàn margin của hỗ trợ copy trade, sàn FTX, sang Binance US một sự lựa chọn cho những nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch altcoin sang Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng Lending có lãi các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô khi mà gửi những đồng lên trên hệ thống của BlockFi để nhận lãi hàng tháng như là Bitcoin, Ethereum vân vân và đương nhiên crypto khoan, ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích on chain mà nhiều bạn cũng đã biết và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn.